em Lăng Lúa, chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì Lăng Lúa đang ở chùa Vườn Gia nha. Hôm nay thì lần đầu tiên thì vận động viên các anh em đang chuẩn bị xuống nhà tập ngày đầu tiên nha. Mời cả nhà cùng đón xem nha. Đây anh em đang khởi động tay chân nha. Lần đầu tiên ngày đầu tiên là xuống vàng bơi ha. Phần tới đây cha còn tôi chết chi thôi thơ rồi. Đây là đang khởi động tay chân. Trời cũng đang chuyển mưa rồi cô chú anh chị. Trời đang thui luôn, đang thui luôn. Chuẩn bị lễ hội cắt con bóc nha cô chú anh chị. Đây là khởi động tay chân. Đây là khởi động tay chân nha ha. Cái nhà hôm nay là anh em tập tập hợp rất là đông đủ luôn cô chú anh chị. Đây bữa nay là vận động viên nhí hay là tập theo mấy anh em này? Này tập thể lực. Đây là tập bóng lưng bóng. Tập lưng bụng nha cả nhà. Đây là tập cơ bụng nha cả nhà. Cho này Lý Bình nè. Thank you.
hai cưới tại mong bút khởi, nên cưới thằng hàng tại mong bút khởi. Anh nói đẹp chứ là người đến vào bôi những tự thứ đó, người đi thì thay người này chứ. Mà tôi phải kia bánh tham mấy cái đường hát đấy. Còn tôi nghĩ nó con chưa tháng nè. Hai lần này kia lần lưu đi. Đẹp này tôi nghe, thay chứ mà thấy chứ, thấy vui. Bữa nay vui lắm cả nhà. Đến đây ngày đầu tiên để xuống về nhà ơi á thì đang tập luyện nha. Ở chỗ. Ai còn một cái ngon chó là chị đang bắt cá nó một cái cái tiếp. Ai vừa lan, vừa lan chúng ta tập đi, họ tao đổi này, họ chỉ kiếm tiền tao thằng bà hàng mà họ tao biết đó, họ tao đổi đó, họ chưa nhận tiền tao đổi, tao vô cho bà ăn đổi, rồi họ chưa cho bà đổi, họ chỉ cho họ tao. Đang đi sẽ xuống vàng bơi nha cả nhà. Bữa nay anh em tập hợp chưa quá. Họ chém nó đang nóng rồi, giờ tắm mưa luôn rồi. Trời ơi. Đánh hết. Rồi, chuẩn bị xuống anh em. Anh em xuống. Ôm à. Vui quá cả nhà ơi. Đây là hôm nay thì ngày đầu tiên nhất anh em vận động viên xuống vàng để thử bơi nha cô chú anh chị. Đây hai hàng. Rồi, cả nhà nhớ xem đăng ký kênh like ủng hộ cho em Lăng Lúa nha. Em Lăng Lúa cảm ơn cả nhà. Đăng ký và giật chuông để xem các video tiếp theo nữa nha. Về đội ghe ngôi nha cô chú chị. Lăng Lúa nhìn đây cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Đứng đây mát quá, trời dưới mưa cô chú chị ơi. Anh em khúc trên này thì cũng đã yên bề ra hết. Còn anh em khúc dưới thì đang sắp xếp. Lần ngày đầu tiên thì xuống dạng thì đang sắp xếp nha cô chú anh chị. Bên kia thì đang sắp xếp nha. Còn bên đây thì anh em rất là ấm rồi nè. Anh em đang quay lại. Đạp cách gì thua lên mạch á. Chưa đạp chứ là thì ai cháu quýt. Chuẩn bị nha, cô chú anh chị. Mời cái nhà cùng nó xem nha. Trời đang sắp sửa mưa rồi cái nhà ơi.
Này là có cá là thank you.
đầu tiên thì anh em xuống vàng bơi cho tôi chết chị. Vừa ghen Ambuia nha. Rồi mình tính ra bên đây thì xịn không mà không qua được gì hết. Không qua được. Quay trở lên. Rồi. Xong rồi đó mình đứng gì. Rồi lúc này. Rồi anh em vận động viên đang uống nước nghỉ ngơi nha cô chú anh chị. Rồi em cũng tạm dừng video tại đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem nha. Vô xịn hết rồi cô chú anh chị. Bye bye cả nhà nha. Bye bye cô chú anh chị.